Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa chiều nay, mùng 1 tháng 6, đã bắt được phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự. Lực lượng chức năng đã bắt được Triệu Quân Sự tại địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hiện phạm nhân Triệu Quân Sự đang được dẫn giải về công an huyện Hà Trung. Gần 15 giờ chiều nay, mùng 1 tháng 6, trong quá trình tuần tra, rà soát, sàng lọc các đối tượng trên địa bàn xã Yên Dương, lực lượng công an Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện và tổ chức vây bắt Triệu Quân Sự. Một lãnh đạo huyện Hà Trung thông tin, cũng theo lãnh đạo huyện Hà Trung, hiện tại Triệu Quân Sự đã được lực lượng công an đưa về trụ sở công an huyện Hà Trung để tiến hành lấy lời khai, chặn xe khách, lục soát quán game, tìm Triệu Quân Sự để bắt được phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự một cách nhanh nhất. Lực lượng công an, quân đội đã được huy động chốt chặn, khám xét toàn khu vực. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường đón lõm những xe ô tô khách, xe có thùng hàng chạy trên đường để kiểm tra. Sau khi nhận được thông tin về phạm nhân, ngoài công tác đảm bảo giao thông trên tuyến, chúng tôi luôn đề cao cảnh giác, tập trung kiểm tra các xe khách, xe có thùng hàng phía sau để truy xét. Đây là phạm nhân nguy hiểm nên chúng tôi không thể lơ là, một lãnh đạo cảnh sát giao thông thông tin. Ngoài tuyến quốc lộ 1A, lực lượng chức năng của Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, công an từ cấp xã đến cấp tỉnh của Thanh Hóa cũng đã nỗ lực truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự trên các tuyến quốc lộ 45, quốc lộ 217B, 217A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 45, 47 và các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn, đặc biệt là các xã lân cận huyện Thạch Thành là Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Cẩm Thủy. Nắm được thông tin về tiểu sử nghiện game của Triệu Quân Sự, lực lượng chức năng cũng đã lục soát toàn bộ các quán internet trong khu vực. Chiều ngày 31 tháng 5, tại trại giam quân sự khu vực miền Bắc đóng tại địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ việc phạm nhân Triệu Quân Sự, sinh năm 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vượt ngục. Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã huy động lực lượng đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt đối tượng Sự trên phạm vi toàn quốc. Triệu Quân Sự từng phạm tội giết người, cướp của, rất manh động và nguy hiểm, đang chấp hành hình phạt tù chung thân.